Con hến nó nhỏ xíu, chỉ bự chừng bằng đầu ngón tay của người lớn thôi, sống nhiều ở những khúc sông miền Tây Nam Bộ nè, giá thành lại rẻ nữa, cho nên từ xưa người ta đã mặc định đây là món ăn của nhà nghèo. Nhưng mà không phải nghèo là dở đâu nha, mà ngược lại đó, con hến có thể nấu được rất là nhiều những cái món ngon, cũng nhà nghèo, cũng bình dân, nhưng mà hương vị thì vô cùng đặc biệt và hấp dẫn. Thịt con hến tuy là có nhiều vỏ, nè, ít thịt nè, nhưng mà nấu lên thì nó cứ ngọt lừ, thơm phức. Vậy cho nên dùng cách nấu nào đi chăng nữa, thì những món ngon từ hến cũng có thể dễ dàng đi vào lòng người một cách chân phương và gần gũi nhất. Con hến có rất nhiều ở khúc sông quê miền Tây Nam Bộ. Nó nhỏ xíu cỡ đầu ngón tay, ở chợ quê được bán giá rất rẻ, và từ lâu nó được coi là món ăn bình dân của bà con miền sông nước. Hến có vỏ màu đen, cái thứ màu của bùn đất nhà quê. Khi đem rửa, người ta chà chúng vào nhau, tạo nên cái thanh âm rột rẹt, nghe cũng vui tai lắm. Khi đã sạch bùn đất, thì vỏ hến tuy đen, nhưng óng ánh một chút sắc xanh lạ mắt và không kém phần ấn tượng, để hứa hẹn cho những món ăn tuy quê mùa, ít tốn tiền nhưng mà ngon, mà ngọt và khiến người ta càng ăn lại càng thích. Về giới miền Tây Nam Bộ, có dịp ghé ngang xứ Tân Châu An Giang thì thực khách sẽ được trải qua cái cảm giác vừa hứng thú lại vừa lạ lẫm khi được nếm thử món ăn vặt bình dân ở nơi này. Đó là hến phơi một nắng, hay còn có cái tên khác nữa là lía. Lía là món ăn của người Chăm, thường thông dụng vào mùa nắng. Bởi bản thân con hến, nó có tính mát nên giúp giải nhiệt cơ thể rất tốt. Hến vừa cào dưới sông lên, còn tươi mới, sẽ được bà con rửa sạch bùn đất, đem ướp gia vị, rồi phơi dưới trời nắng gắt, cỡ chừng vài tiếng đồng hồ, để mượn sức nóng của nắng mà chín, và trở thành món ăn quen thuộc của bà con nơi này, mà từ người lớn cho tới con nít đều mê. Lía phơi xong, được bán và ăn ngay tại chỗ. Tách con hến ra, chàng ơi, miếng thịt hến thì ngọt lừ, lại kèm gia vị đậm đà, đọng ngoài vỏ hến, để gộp chung lại cho người ăn một sự ngon lành khó mà từ chối. Mà càng ăn thì như lại càng ghiền, nút tới mỏi miệng mà vẫn còn chưa thấy đã. Đặc trưng mùi vị của con hến chính là tính mát, ngọt và thơm nhẹ nhàng, cái mùi thơm của sông nước quê hương. Bởi vậy thịt hến mà đem nấu canh chung với mướp, mồng tơi hay khi kết hợp cùng bó hẹ xanh thì sẽ đem tới cho người ăn cái cảm giác nhẹ nhàng như được hòa mình vào dòng sông mát lạnh ở giữa trời trưa nắng gắt vậy. Hến nguyên vỏ sẽ được người nội trợ đem luộc trong nồi nước bự. Khi sôi lên thì lấy đũa hay cây đũa bếp quậy lên dứt khoát, để thịt hến tróc ra rồi nổi lên trên, còn vỏ thì chìm xuống. Lúc này chỉ cần nhanh tay vớt ra là được. Phần nước luộc hến đó bà con mình cũng không đổ đi, mà sẽ được gạn lại, bỏ đi cặn, rồi lấy phần nước chứa đầy vị ngọt tự nhiên đem nấu canh. Để nấu canh hến, có thể xào sơ hến với dầu ăn và gia vị trước, hay đơn giản nhất chính là nấu sôi lại phần nước luộc hến, sau đó bỏ hẹ đã được cắt khúc vô, lại trút tiếp phần thịt hến vào, nêm nếm cho vừa ăn. Tới khi canh sôi lại thì múc lẹ ra tô, dọn cơm cho nóng đi thôi. Bữa cơm gia đình có tô canh xanh xanh màu hẹ, điểm những con hến trắng tươi ngụp lặn trong màu nước canh trắng đục. Kế bên là dĩa cá kho đậm đà, kèm chén nước mắm ớt và nồi cơm nóng. Dung vị vậy thôi, nhưng bữa cơm đó lại khiến bao người thèm thuồng và mơ ước. Thèm được gấp đũa hẹ chấm vô nước mắm, thèm được trang muỗng canh có lẫn mấy con hến, thèm được hút cái màu nước trắng lờ đờ, ngọt lành và thanh thanh cổ họng, vô cùng hấp dẫn. Thèm được già miếng cơm dẻo thơm mùi đồng ruộng quê hương, thèm cái không khí bữa cơm gia đình đầm ấm qua bao năm tháng vẫn vấn vương trong lòng người xa xứ. Tô canh hến với cái ngọt ngon của nó đã khiến cho biết bao ai kia tương tư như vấn vương hoài bóng hình người thương vậy.